Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, quản lý người đến về Đà Nẵng từ các địa phương có dịch. Theo đó, người đứng đầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học trên địa bàn thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, kiểm tra, giám sát người, phương tiện từ các địa phương khác liên quan đến cơ quan, đơn vị mình, nhất là các địa phương có dịch đến về Đà Nẵng để công tác, làm việc, học tập, lưu trú. Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chặt chẽ các quy định phòng chống dịch COVID-19, trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 liên quan đến cơ quan đơn vị mình, từ người và phương tiện đó mà do chủ quan, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, khai báo không trung thực, kịp thời sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.